Vụ ba con gái mang xăng đốt nhà mẹ, đừng gieo rắc những thương tổn đổ lên đầu con trẻ. Một phụ nữ mất 2,4 tỷ đồng vì thuê thầy phong thủy trừ tà. Đăng Facebook thiếu chuẩn mực, phó phòng văn hóa bị tạm đình chỉ công tác. Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Dân Việt. Với nỗ lực đánh thức tiềm năng du lịch Hồ Ba Bể, đầu tháng 11, Đảng bộ và chính quyền huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn đã mạnh dạn đưa vào thử nghiệm một số bộ môn thể thao mang tính trải nghiệm mới mẻ và đã thu hút được rất nhiều du khách đến với quần thể du lịch Hồ Ba Bể. Vào những ngày này, trong cái xe lạnh cuối thu, khi sương còn chưa kịp tan, từng tốp người đã đạp xe lần lên đỉnh Đồn Đèn thuộc xã Khang Ninh của huyện Ba Bể, nơi có độ cao đến cả 1000 mét để săn mây. Tại khu vực Đồn Đèn, hơn 8 giờ sáng, tuy trời đã xanh trong, nhưng dưới lưng chừng dãy phía bếp hùng vĩ, mây vẫn như những dải voan trắng, mềm mại, ôm lấy từng ngọn núi. Phía dưới khu vực Hồ Ba Bể, những chiếc thuyền kayak lúc này cũng sẽ lần lượt rẽ sóng lướt đi trong tiếng reo hò cổ vũ của du khách thập phương. Khi mặt trời gần chạm đỉnh Đồn Đèn cũng là thời điểm lý tưởng cho những người đam mê bộ môn dù lượn thực hiện những chuyến bay của mình. Tôi đã dậy rất sớm để lên đỉnh Đồn Đèn săn mây và chụp cho mình những bức ảnh đẹp nhất. Tôi cũng đã đi săn mây và đi du lịch ở một số nơi như Hà Giang và Đà Lạt. Nhưng mà đến với Ba Bể và Đồn Đèn thì tôi có một cái cảm giác rất là khác biệt. Lần đầu tiên mình được xem trực tiếp dù lượn. Thông qua hoạt động này mình cũng thích là nếu như có điều kiện thì tổ chức cái hoạt động như thế thường xuyên hơn để thu hút đông đảo nhân dân lên tham quan. Và nếu có thể thì cái số lượng dù lượn sẽ cần phải nhiều hơn và cái thời gian nó bay thì sẽ lâu hơn thì sẽ thu hút được nhiều người xem hơn. Chúng tôi đã kết hợp với công ty dù bay ở Hà Nội để thực hiện những cái chương trình dù lượn ở trên Ba Bể. Thực tế thì đã từ trong Covid năm 2020-21 chúng tôi đã khảo sát và xác định được Ba Bể là một trong nơi tiềm năng có thể bay dù lượn được và có những cái địa hình rất tốt và rất đẹp có thể đưa vào thi đấu cũng như là trình diễn. Thì trong sự kiện đợt này thì công ty dù bay đã phối hợp với huyện Ba Bể để tổ chức sự kiện lần đầu tiên tại Ba Bể và rất kỳ vọng trong thời gian tới môn dù lượn sẽ là thành môn thể thao phổ biến trên địa bàn huyện Ba Bể cũng như tỉnh Bắc Cạn. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 đã xác định phát triển du lịch tỉnh Bắc Cạn từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Với cái định hướng phát triển như vậy thì Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Cạn đã ban hành nghị quyết về phát triển du lịch tỉnh Bắc Cạn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 với những cái quan điểm đặc biệt là các cái giải pháp để phát triển du lịch, trong đó lấy du lịch Hồ Ba Bể làm trung tâm để phát triển du lịch tỉnh Bắc Cạn. Với những trải nghiệm mới mẻ thông qua truyền thông, báo chí, các trang mạng xã hội, du lịch Ba Bể được du khách trong và ngoài nước biết đến nhiều hơn. Cũng đồng thời hứa hẹn sự vươn mình của ngành kinh tế được xác định là mũi nhọn của tỉnh Bắc Cạn trong thời gian tới. Để phục vụ việc phun xịt thuốc bảo vệ thực vật cho vườn cây ăn trái rộng bạt ngàn của mình, ông Trần Văn Mười, một nông dân ở xã Tân An, tỉnh Đồng Nai đã chơi sang, mua hẳn chiếc máy bay không người lái trị giá tới 600 triệu đồng. Theo ông Mười, mặc dù chiếc máy bay này có giá khá đắt, nhưng nó phục vụ rất tốt và hiệu quả cho việc phun xịt thuốc bảo vệ thực vật trên diện tích tới 10 hectare cây trồng của ông. Thứ nhất là nó có cái vậy, thứ nhất là mình được là giải quyết được cái môi trường, thứ hai là mình xử lý được cái như cái rác rã rơm rạ đồ một đồ này nọ rồi là mình được cái là nó làm cái như một cái hữu cơ là cho đất xốp đất rồi từ đó là có tiết kiệm được cái tiền mua phân bón được này nhiều như chứ thế? Nhiều lắm, nói tính ra là nhiều đó. Nhiều chứ thật sự bây giờ tôi nói giờ cái giá trái cây giờ rất là mềm, mà nếu mà bây giờ mà làm thật sự mà làm vô cơ phân hóa học không là chết.
Nhờ chuyển hướng sang làm nông nghiệp hữu cơ, gia đình ông Mười cũng như nhiều hộ dân khác tại địa phương đã có lợi nhuận sản xuất cao hơn, sản phẩm làm ra sạch được người tiêu dùng đón nhận nhiệt tình. Chính vì thế, họ không ngần ngại chi mạnh tay cho những công nghệ mới phục vụ đắc lực cho việc nhà nông. Bên cạnh đó, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai, huyện Vĩnh Cửu của tỉnh này là một trong những địa phương làm tốt nhất công tác phân loại rác tại nguồn, cũng như ứng dụng thành công xử lý chất thải thực phẩm bằng sinh vật bản địa IMO. Thông qua việc dùng IMO ủ phân, thuốc bảo vệ thực vật giúp địa phương có nhiều khu vườn sạch, sản phẩm nông nghiệp tạo ra cũng là sản phẩm sạch. Ngoài ra, việc ủ rác thải thành phân từ IMO cũng giúp giảm một phần bài toán xử lý rác thải ở vùng nông thôn. Bởi thay vì rác vẫn là rác phải xử lý thu gom, thì hiện các nhà vườn tự nhặt gom lá, rau củ hư hỏng, trái bưởi, cam non, ủ thành phân trả lại cho vườn. Khi mà chúng ta thực hiện tuyên truyền, chúng ta có rất là nhiều tài liệu, rất là nhiều buổi phát thanh, rất là nhiều buổi tuyên truyền. Tuy nhiên cái hiệu quả đến thời điểm này nó chưa cao là do công tác giám sát của chúng ta. Cái công tác giám sát của chúng ta cần phải thực hiện tốt hơn nữa. Một cán bộ thì không làm được, nhưng nếu mà chúng ta cộng đồng trách nhiệm của các tổ tự quản và người dân vô thì chúng ta sẽ làm được. Theo lãnh đạo địa phương, việc tuyên truyền cho người dân về phân loại rác thải đã được địa phương triển khai từ rất lâu. Tuy nhiên, hiện nay ý thức của nhiều người dân chưa đạt tới nhu cầu thực tế. Vì vậy, để thực hiện tốt việc tuyên truyền, cần có thêm các giải pháp triệt để, cần thiết nên xử phạt hành chính đối với việc không phân loại rác thải. Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, đã không ít trẻ nhỏ chỉ vì sai lầm của cha mẹ mà phải chịu những mặc cảm từ người đời, bị mọi người xa lánh gây tổn thương nặng nề. Điều đáng nói sau sự việc này, nhiều đứa trẻ có mẹ gây ra hành vi phạm tội đang rất khổ tâm. Đặc biệt khi những thông tin không đẹp lan truyền trên mạng, cùng những lời bàn tán của người dân xung quanh khiến trái tim con trẻ thêm bị xát muối, tổn thương. Thực tế, thời gian qua đã có không ít những đứa trẻ là nạn nhân bị ảnh hưởng tinh thần sau những việc mà cha mẹ hoặc mẹ đã gây ra lỗi lầm. Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, dưới góc độ pháp lý thì ai thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, người đó phải chịu trách nhiệm. Không có chuyện cha mẹ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật mà con cái phải chịu hậu quả. Từ thực tế đó, Ủy viên Ban chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết, với những đứa trẻ có cha mẹ đang bị xử lý hình sự, thì những người thân trong gia đình, chính quyền địa phương, cơ quan, đoàn thể cần phải có sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ, đặc biệt là hỗ trợ về mặt tâm lý. Với những trẻ em đang học tập ở môi trường học đường thì giáo viên phải kịp thời nắm bắt tâm lý, tư tưởng, kịp thời động viên và hỗ trợ các em vượt qua những biến cố trong gia đình. Việc phân biệt đối xử kỳ thị đối với những đứa trẻ có cha mẹ vi phạm pháp luật hình sự, luật sư cho rằng đó là hành vi rất đáng trách, đáng lên án, thậm chí là đáng xấu hổ. Điểm phân biệt đối xử kỳ thị với những đứa trẻ có cha mẹ vi phạm pháp luật hình sự, đó là hành vi thiếu văn minh, thiếu tình người và đó là những ngọn lửa nhỏ có thể trở thành đám lửa lớn để thiêu rụi tâm hồn, cảm xúc và tương lai của những đứa trẻ. Ngày 11 tháng 11, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã ra quyết định phê chuẩn các quyết định khởi tố và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Hữu Sĩ, sinh năm 1977, ngụ phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Võ Hữu Sĩ đã lợi dụng lòng tin, sự mù quáng của nạn nhân nên bịa chuyện trừ tà lừa đảo người phụ nữ số tiền 2,4 tỷ đồng. Vào tháng 3 năm 2022, chị Nguyễn Thị TT ngụ tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng bạn đi du lịch ở thành phố Buôn Ma Thuột. Sau đó cùng ghé về nhà bà Lê Thị Mỹ Hát, người bà con của bạn chơi. Tại đây, chị T gặp Võ Hữu Sĩ là người đang sống chung như vợ chồng với Hát. Sĩ tự giới thiệu mình là thầy phong thủy và mời chào chị T mua một viên đá màu xanh nhỏ có năng lượng tâm linh, thu nạp tài lộc với số tiền 6,2 triệu đồng. Nhận thấy chị T là người sùng bái phong thủy nên sĩ nảy sinh lòng tham, tiếp tục lừa nạn nhân mua thêm đá phong thủy để bàn giúp công việc, cuộc sống suôn sẻ. Chị T tin tưởng nên mua tiếp và chuyển cho sĩ 23,3 triệu đồng. Sĩ tiếp tục liên lạc với chị T qua điện thoại, bị ra câu chuyện nằm mơ gặp 8 vị đi cùng chuyến xe vào tìm gặp. Trong đó có ông ngoại, cậu ruột và bà cô của chị này mong muốn đầu thai và phải chôn trứng trạch tại nhà chị T đang ở.
Sĩ dọa rằng nếu không làm theo thì sẽ mang tai họa, người nhà sẽ gặp chuyện nên chị Tê lo lắng mời sĩ ra Huế cúng trấn yểm ở nhà của mình. Vào cuối tháng 3 năm 2022, sĩ ra nhà chị Tê ở Huế cúng và giả như bị người khác nhập vào, đưa ra các yêu cầu phải lo cúng trấn trạch để chị Tê phải chuyển khoản tiền cho sĩ mua các vật phẩm. Trong thời gian từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 8 năm 2022, sĩ tiếp tục yêu cầu chị Tê chuyển tiền để lo việc thờ cúng, xây lăng, trừ tà, v.v. theo sự chỉ dẫn. Trên thực tế, sĩ lừa dối chị Tê và chỉ mua một số đồ vật bình thường như cục đá, nước tắm, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, ông thần tài, v.v. có giá trị thấp. Tại cơ quan điều tra, sĩ khai nhận từ trước đến nay không nhận cúng phong thủy cho ai khác, nhưng do lòng tham nên lợi dụng tâm lý và lòng tin của chị Tê, bịa ra nhiều lý do buộc nạn nhân phải mua các đồ thờ cúng theo chỉ dẫn của mình để chiếm đoạt số tiền trên 2,4 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân. Ngày 11 tháng 11, tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Quốc Đạt, 29 tuổi, ngụ xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, cựu thiếu úy, cán bộ trại giam Thủ Đức, Z30D, Bộ Công an đóng trên địa bàn huyện Hàm Tân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thiếu úy cảnh sát nổ có thể lo được cho một chiến sĩ nghĩa vụ công an để chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng để trả nợ, đầu tư tiền ảo. Theo cáo trạng, vào năm 2019, anh NVT, sinh năm 1999, ngụ phường Phước Lộc, thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận, tham gia nghĩa vụ quân sự và được phân công công tác tại trại giam Thủ Đức, Z30D, Bộ Công an. Vào tháng 11 năm 2020, anh T quen biết với Nguyễn Quốc Đạt, đang công tác tại phân trại số 8 trại giam Thủ Đức với cấp bậc thiếu úy. Vào khoảng tháng 7 năm 2021, do cần tiền để trả nợ, đầu tư tiền ảo và tiêu xài cá nhân, nên Đạt nói dối với anh T là có anh trai đang công tác tại trại giam Thủ Đức có thể lo cho anh T được ở lại công tác trong ngành công an và đi học lớp biên phòng với chi phí gần 1 tỷ đồng. Do tin tưởng Đạt nói thật nên từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021, anh T đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản và trực tiếp đưa tiền mặt cho Đạt với tổng số tiền 955 triệu đồng. Nhận được tiền, Nguyễn Quốc Đạt chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên để trả nợ, đầu tư tiền ảo và tiêu xài cá nhân. Đến tháng 1 năm 2022, Nguyễn Quốc Đạt làm đơn xin nghỉ việc rồi cắt liên lạc với T và bỏ trốn vào Bình Dương. Sau khi biết mình bị lừa, anh T làm đơn tố cáo gửi cơ quan cảnh sát điều tra BC01, công an tỉnh Bình Thuận tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Quốc Đạt. Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phong Điền, Cần Thơ bị tạm đình chỉ công tác vì bị cho rằng viết dòng trạng thái với nội dung thiếu chuẩn mực trên Facebook. Trước đó, vào ngày 5 tháng 11, trên tài khoản cá nhân NH được cho là của ông NTH, Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phong Điền, có đăng dòng trạng thái với nội dung: nếu nói ẩm thực tầm của một tỉnh hay thành phố mà có tới 1.000 món ăn ngon là nói láo trắng trợn, ai tin nữa? Nội dung đăng trên trang cá nhân được cho là của ông Hát xuất hiện tại thời điểm làng du lịch sinh thái Ông Đề, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền vừa tổ chức ngày hội văn hóa ẩm thực 1.000 món ngon xưa và nay. Đến ngày 9 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền ký quyết định số 4399 trên quy đề gạch Ủy ban Nhân dân về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông NTH. Thời gian tạm đình chỉ là từ ngày 10 tháng 11 năm 2022 đến ngày 24 tháng 11 năm 2022. Do thời gian thi công và triển khai dự án kéo dài hàng chục năm, đang có nhiều lo ngại công nghệ đường sắt tốc độ cao Bắc Nam sẽ sớm lạc hậu. Các chuyên gia cho rằng cần nghiên cứu kỹ phương án đầu tư tốc độ thiết kế cả về kỹ thuật và phương án huy động vốn. Theo phương án thống nhất giữa Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Kế hoạch Đầu tư, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam sử dụng đường đôi khổ 1.435mm để vận tải hỗn hợp hành khách và hàng hóa có tốc độ thiết kế 250km/h, tốc độ khai thác từ 180 đến 225km/h. Chiều dài toàn tuyến từ ga Ngọc Hồi, Hà Nội đến ga Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh là 1.508km, được phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn. Trên tuyến có 50 ga hành khách với tổng mức đầu tư dự kiến là 61,67 tỷ USD, tương đương với 1.421.520 tỷ đồng.
Với các lo ngại về công nghệ, giới chuyên môn cho rằng công nghệ của đường sắt không thay đổi như các công nghệ khác. Cụ thể, Nhật Bản đã thí nghiệm tàu 500 km/h cách đây khoảng 50 năm và đến nay họ vẫn đang áp dụng công nghệ đó. Cùng đó, tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông đến nay cũng không lạc hậu. Theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy, nguyên giám đốc tổng biên tập nhà xuất bản Giao thông Vận tải, việc nghiên cứu tàu dưới tốc độ 250 km/h vừa chở hàng hóa, vừa chở khách là vô cùng hợp lý với cự ly Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh. Tương tự như tuyến Thượng Hải-Quảng Châu Trung Quốc và St. Petersburg, Moscow, Nga, v.v. Cũng theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy, hiện nhiều nước phát triển trên thế giới như Mỹ, Nga vẫn chưa có tàu cao tốc trên 350 km/h vì chi phí rất đắt đỏ và đòi hỏi kỹ thuật cao. Đặc biệt là không chở hết công suất, chỉ chở được khoảng 30% khách. Hàng hóa không được chở nên rất lãng phí, khó cạnh tranh với hàng không nên không phù hợp với đời sống của người dân. Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại.